hải quan mấy ông ạ? Ôi, tuy tôi là 200 dam ấy, nhưng là mấy thằng kia luôn luôn ở tình trạng 50 máu anh em ạ, vẫn là cửa lắm. Ơ giờ nó mới sai anh hả? Anh đúng rồi, mà tôi class đấy, không phải là tôi phun máu đâu, tôi là gọi là last year, tôi đổ bãi, nó bảo là tôi lan ra chết mấy ông ạ. Vấn đề là như vậy, tôi bắn vẫn hay. Mai có đã uy scan 10.000 đồng làm vài pha BGX6 đi DT để em nhét vô cờ nhíp highlight 3. Ui, cả Michael nhé. Không, người ta làm bầu chứ không phải highlight đâu em ơi. Không được, anh... Một cái đấy anh làm suốt em ạ, không hay đâu. BGX6 lại đơn giản quá à, BGX6 khắc lồn thì lại BGX3 làm suốt à? Thấy gì á, thấy gì mà có người sấy không được mới nói á. Điền à? Dễ vai rồi. Sấy đi. Sấy thử đi biết dễ không? Chả thằng, chả gì làm khó thằng này. Hả? Thấy vậy chứ không dám bắn đâu. Em bắn biểu 6 cùng biểu ra. Biểu yêu nhiều lắm mày. Trời chết rồi, tiêu biểu ơi, khỏi bao lại tiêu biểu ơi. Nó cam cầu. Đồ của Linh Chi xong đi chết. Trời ơi, không hiểu luôn. Trời, cái boy nhà này chứ còn gì nữa. Ê, giống kiểu đi mạp có thể con xe kia giống kiểu... Có người, ơi, hai thằng. Gì? Cái gì đây? Thấy luôn hả? Nó bò rồi. Yếu bóng rồi. Ơ, nó cứu ngay, ngay bụng bên trong rồi hả? Đi. Ok, tao pick cho. Nè Will. Đi. Có nó bò này. Nó bò luôn kìa. Ờ, đẩy. Nope. Ngay cái cục đá còn nữa. Đâu ra đi. Có hai này. Có hai thằng của bên đông thôi. Hai thằng của bên đông thôi. Ui, đéo quá. Đâu rồi, đâu rồi. Mà đúng bên đầu ra mà. Mày thế. Mày xúc. Mày cắt cái bàn gì ta. Gà. Em đang đặt tâm ngay đầu đó, em đặt luôn. Uầy, nãy mà đi thẳng tí là tao pick được ngay cái thằng mẹ đang nằm trên bụng nhỏ con bê tông luôn á. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đấy, tôi pick được thằng này xuyên giảm bốc. Cặc kìa, sao mẹ mà kêu. À, nó bắn cho phòng sinh đi luôn. Đây. Nó phòng sinh à? Chấm này là mèo. Đúng. Có hai lần rồi.
Sao bắn nhau rồi? Đang nhà thình phát nhở? Nóc. Nóc chăm bà. Nhảy xin chạy nè. Chấm em nè. Hồi lát luôn. Ba em đang cứu trong xóm. Sửa to quá, đâu nhìn được. Ở đâu rồi? Đeo rồi, bắt đầu. Điên rồi. Cái bay đang bắn nhau á, hai team. Ai sợ bên kia. Đi có bạn kia xong rồi. Long, long. Bên... Bên rồi. Đúng chết. Yếu nữa. Đâu à? Như xe nè. Nhấp ba. Xe có luôn, xe kìa. Tôi bắn thầm kia cứ bom bóp đéo nóc quá. Thề bắn ca dính vãi đái. À nhầm, bắn mũ xin dính vãi. Ngô ra bắn chứ. Uầy, chắc tôi tầm ngàn đam nữa đó. Thề chắc tôi nghìn đam nữa anh em ạ. Em là thấy hay cho tôi xin một follow nha anh em. Nhớ đấy. À, tôi bắn mũ xin nó khá là khá nhiều gọi là pha bắn khá là dính đấy anh em ạ. Đấy, ca đam lận rồi. Em à, chưa nghe mấy chưa nghe mèo nhìn chéo qua chưa có nữa nha. Trong nhà có kìa, thịt mẹ mày nhớ gì cho mày nhá. Ba qua luôn rồi chứ mày. Cứu xong rồi, cứu xong một rồi. Ba đây. Mày đó. Đây này. Tức thế. Không có tại vì cái Nemo này em không quen cái giao diện đó chứ. Nên em không biết cái heo giỏi đâu. Ui giời, em làm 4 luôn hả ta? Đúng. Em làm 4 đấy. Đúng em mày. Không thằng ngu kìa. Em nữa. Nó là thế kìa, nó là thế kìa. Qua bế lấy kia đi. Không, thế này. Giỡn giống quá hả? Còn. Còn. Cái thằng bù. Nó phải xuống chiếc à. Dũng cao đã heo dở xe chim ơi. Ông mà. Nên là chiếc. Chiếc này. Tắp chơi đi. Đi đâu? Tao bắn. Tao bắn hiểu luôn đó. Đầu Mỹ 10k em ơi. Cái đẹp lắm này. Cái đuôi số 1 đó. Em nhìn sau đi em bắn vô.
cũng tà lắm đấy, anh nói em 100 vô. Đó, tao nhìn tao gì sao đó. Lên cái đội trưởng 1, thấy hết đó đấy đội trưởng. Em lên rồi. Mình á? Không, đầu thằng em tôi được giá hơn. Cho số toa hơn đi, 20k đi. Chiều dễ. Mày nó kết mạng luôn mà. Đi đấy nhờ. Ủa, không quay lại gì cái thằng trong nhà, nó trả thù. Không, nó đéo dám ra đâu. Nghe thương hiệu quá luôn. Ok. Yeah, boy. Mẹ? Bao nhiêu? Không có. Bao nhiêu? Tao mà thằng kia xa quá. Không có. Ui. Không có. Em thấy em coi phim anh, em đã đặt cái tâm ngay đầu em coi phim anh rồi. Tắt mất mà, tắt mất quên luôn mà, quên. Không nhiêu. Quên báo mất luôn mà. 20 à. Ok, nhớ đấy, nhớ anh chụp đấy. Ủa. Ê, lấy cái này. Không, lấy đạn đã. Lấy cái túi kia cho em vui đi. Không. Ui, BNG, cái túi nó mổ bắn, cái tâm 15 là chỉ, tâm 15 mổ bắn. Ừ, cái tâm 7 điểm, cứ chỉ là 22 điểm bắn, thịt mạ mà cay nha. Ủa chỉ đạo điên đấy nhờ, ghen dũng quá. Ờ bên phải còn là lẻ nha Mỹ. Nó cái thằng mà giết thằng 7 điểm á. Gà vai. Khoảng 50k cho dễ chia. Uầy, cảm ơn Jody Nguyễn nhá, cảm ơn anh nhiều nha. Ơ kìa. Thôi bạn, à hàng trăm em. Dễ chia mà. Lên núi đi. Lên núi bắt. Vô lại live stream của anh không được. Hello anh Long Tam No Si. Chơi mày nóc 2 mẹ, chơi mày nóc 2 rồi, chơi mày nóc 2 rồi. Ui, gà vậy. Tao hiểu rồi. Tao chết tao luôn. Tao đứng ngoài bo, tao mà đeo chết tao nhả đao, tao đang ngược tao luôn mi ơi. Ăn ngon đây. Ông gà này tôi bảo sao nó 11 bảo anh sao nhạc. hồi nãy anh không nóc em đó là mình ra mình lấy đạn thôi, mình có thời gian dối trước ấy chưa gã đấy. Bảo sao nó 11 thì bạn nóc thằng bọn này gần mày luôn nữa thì em nói mày em mày nóc cái thằng dưới chân tao do tao mày yếu đâu. Không. Tính ta ấy, tao mày đều là một thằng rưỡi, hiểu không? Không còn cặp. Ui anh mày bắn 1 kill 270 đam. Em nó 800 đam đàn em táp không? 8 tỷ 8 không? Kết mạng không mà ông mèo. Đàn kết mạng không mà. Ông mèo cầm MK đấy. Ui hai team. Mình vô trước đúng. Mình vô trước còn chỗ được. Nó được. Nó ra được ạ. Nó ra được ạ. Tầng 2 đúng không? Tầng 2 nè. Tao cầm chảo bổ đây. Trúng nè, bỏ trước. À! Còn nữa, Bình ơi. Tầng 2. Ok. Tầng rồi đâu? Ở ngoài. Ơ, đấy chết rồi. Ta còn một á. Còn, đúng rồi, còn. Còn tim dưới. Ok. Thì bạn mới lùi này làm mấy thằng đấy, bắt cóc được thằng Marcus mà. À debut chứ. Yêu cái. Đi mà sao thấy đấy là đồng đội tôi kiểu xung quanh tôi hơi nhiều mà ta. Xong hết kèo rồi, ha ha. Wow, nhà với Jody Nguyễn nhá. Có nhiều thằng nó bớ em quá anh ạ. Em xong không kịp. Đấu mẹ. Tôi thề tôi tưởng đồng đội nó ở gần tôi ấy. Tôi kiểu cầm chảo tôi kiểu quyết định quật hai thằng mẹ. Bốc 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 đầu đấy. Hai tim. Ok. Hả? Bốc ra ngoài mà.
Lỗi tôi. Anh biết sẵn nhiều đồ thế. Đi mà. Là đi, đừng sợ. Anh coi gameplay này được mà em đúng đúng dân chuyên nghiệp luôn. Gió à? Chậu chơi. Lộn một vòng mà cái tay chụp cái cháu mà. Ui! Cái bắt cháu! Ui! Tao thành viên con ngồi luôn á, mi. Em nhặt đồ. Tin các bạn tao thấy nó ngồi úp mặt vào tường luôn á. Đâu mà đâu cười đi lên nữa nè. Ngô ơi, ngô ơi. Chọc cơ, bảo nó 7 điểm đi bạn bảo sai tai nạn. Bây giờ 7 điểm em không còn nghi ngờ gì, xong ba lắm rồi còn đúng. Em không còn nghi ngờ gì nữa luôn á. Xoay nó từ mặt đâu mà đéo chết thôi mày. Nụ cười đã tan đằng sau nước mắt. Bạch Kim 1 luôn.